chào anh chị và các bạn đã đến với kênh Hàng Nhạc Nội Địa Kim Loan ạ. Hôm nay thì em lên clip, hai clip túi. Clip đầu là một số túi cho chị em phụ nữ mình đi chơi Tết, đi chơi tiệc ạ. Clip này thì có khoảng 17 mã. Mã đầu tiên, cái túi này túi sale. Để đựng mỹ phẩm, đựng mấy đồ vật dụng nhỏ ha. Túi này 70.000 thôi ạ. Ngang là 24, cao là 16 cm. Nó có bị dính mực xíu. 70. Bên trong sạch sẽ. Này đựng mỹ phẩm đồ ha anh chị. Mỹ phẩm đồ vật dụng mình đi chơi. Bỏ mấy túi lớn. T2 250. Ngang là 24, cao là 19 cm. Cái túi này thì bằng simili da tổng hợp. Bên trong nó thế này, cái màu nâu. Hoa này hoa đính vào ha. Cái này để cũng đẹp mà tháo ra cũng được á. Ở xung quanh thì có mấy cái hạt. Phía sau có hộp nha. Hàng này thì mới khoảng 85-90%. Thương hiệu nó đẹp. Bên trong túi cứng cáp ha, có ngăn kéo. Cái túi này nó có một cái này, nó có chỗ kẹp hai cái đường này á, thấy nó hơi hở keo ra xíu này. Mình sử dụng thì bình thường không có vấn đề gì, không thấy gì ha. Cái này em ngồi em gỡ cái em thấy nó hơi hở keo. Nhưng mà nó cái đường là cái đường may rồi. Đường là đường chỉ may rồi nhé. Mẫu này 250. T3 túi đeo chéo 220. Ngang 24,5, cao là 20 cm. Thương hiệu này đây, nó đây ạ, In Cavell. Này cũng da tổng hợp simili. Này nó hơi, cái form nó hơi ái xíu. Mình đựng đồ nó sẽ được, sẽ đỡ ha. Túi đeo chéo, dây cố định. Những cái này người ta may, người ta không có bo cái góc nha. Cái góc nó kiểu thô sơ vậy luôn. Lúc hết. Bên trong á, em có để một cái để giữ phong túi á. Để một cái miếng trong này để giữ phong túi. Anh chị về để giày sử dụng. Khi không sử dụng thì mình bỏ vào để giữ phong túi. Hoặc là khi mình sử dụng mình để giày cũng được. Nó sạch cái túi. Có một cái ngăn. Ngăn này bằng nút hết. T4 190 túi da. Cái túi này nó dán nó thế này anh chị, dán nó kiểu mềm mềm như thế này. Ngang là 28, cao là 20 cm. Túi da xách tay. Nó có vài cái nút bị cấm, vài cái chỗ bị cấm xíu. Cái này 190. Cái nút này nó có cái nút 500 hít kìm á. Cái này mình kéo cái mở cái miệng nó ra to được. Có thương hiệu bên trong ạ. M. Hàng này hàng da này cũng da xịn. Này chứ không phải da thật đâu, nhưng mà nó cái da tổng hợp này khá là xịn, mềm. Mềm mịn, bên trong lớp lót đẹp. Có ngăn kéo. T5 150. Ngang là 28, cao là 20 cm. Cái túi đeo chéo, túi nhỏ ha. Này có thương hiệu phía trước nè. Nó hơi mờ. Cái logo, cái vải nó cũng có thương hiệu. Cái vải này nó mềm 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 như thế này. Có vài chỗ hơi xước xước một xíu.
Cái này 190 luôn. Bên trong thì khá sạch sẽ. Cái dây kéo nó cũng thương hiệu. Vải nó hơi sần nha. Vải có vài chỗ bị có hơi sần xíu. Ở bên trong thì có nhiều ngăn, bên trong thì cũng khá mới. Có tem, cái này hàng Trung Quốc gia công. Hàng Trung Quốc gia công nè. Ngăn kéo. Cuối đeo chéo. T6 320. Túi này da, da giống như da đà điểu hoặc là gì. Nó có lỗ chân lông luôn, nhưng mà dập nó cũng không đều. Khả năng là da đà điểu. Túi lớn. Mẫu này là 320. Ngang là 39, cao là 27 cm. Bên trong thì có hai ngăn với một ngăn kéo. Một ngăn kéo, ở trong cái ngăn kéo này có một cái ngăn kéo nhỏ nữa. Không có logo. T7 290, ngang là 30, cao là 18 cm. Túi sách đi tiệc có dây đeo. Dây đeo chéo hoặc mình không đeo chéo thì mình cầm tay cũng đẹp ha. Cầm tay đi tiệc này cũng đẹp. Da tổng hợp. Màu khá là đẹp, màu đỏ. Màu đỏ vàng vàng này rất là son. Bên trong đây có một cái ngăn kéo nhỏ. Thương hiệu CRL. Cái túi thiết kế thế này ha. Mẫu này là 290. Ngang là 30, cao 18 cm. T8 290. Ngang là 26, cao là 20 cm. Túi xách. Túi xách màu da phối hợp được rất là nhiều đồ, phối hợp với đồ vàng ha, mạ vàng. Hàng này mới cũng phải 90%. Ở đây thì nó có một cái vết nhỏ xíu. Dây kéo bằng đồng. Mẫu này thì nó thiếu cái dây kéo dây đeo kéo ha. Em có để một cái miếng đựng form, đựng trong túi trong này. Thì anh chị không xài, mình để nên nó giữ form. Túi cũng khá cứng cáp, bên trong có ngăn kéo. Túi cũng khá cứng cáp ha. T8 290. T9 320, ngang là 33, cao là 16 cm. Túi kẹp nách, kẹp cánh tay hoặc là mình xách tay thế này. Túi khá là sang, màu là cổ điển giản dị. 320 ạ, ngang 33, cao 16 cm. Nó kiểu cũng da tổng hợp anh chị. Những cái thương hiệu lớn da tổng hợp của nó là nó bền hơn da thật. Da thật nhiều hồi nó không bền bằng ha. Nó không bền bằng. Như Gucci thì đồ là cái da của nó cũng da tổng hợp. Nó không bền bằng. Chỗ này nó có chỗ để treo dây. Treo mấy cái dây mà mua cái dây mà da kim loại á. Treo để đeo, nhưng mà cái dáng này mình đeo không có đẹp.
người ta là xách tay cầm tay hết nó mới sang ha. Mẫu này 320. Tem 10. Túi đeo chéo và ba lô luôn. Túi này nó ba lô, hàng này là mới 100%. Trong lô thì nó mới 100% ha. Thương hiệu nó đây. Chưa bóc tem nha mọi người. Circle Mississippi. Các khóa đồng đều sáng bóng đẹp. Mẫu này là 700, ngang là 21, cao là 20 cm. Cái dây nó dài. Bên phía sau nó có chỗ để mình làm cái ba lô. Mình đeo ba lô cũng khá là dễ thương ha. Này da tổng hợp. Phối hợp với cái da bóng bóng này khá là sang. Túi nhỏ đeo chéo, xách tay, đeo ba lô. Nó có hai cái chốt hít ở hai bên với một cái chốt bấm này bớt vào bên trong. Em có để một miếng độn form, cái dáng túi này nó hơi mềm, nó mềm, cái đế nó mềm. Bên trong có thương hiệu. Dây kéo có một cái hộp nhỏ phía trước. Này miếng độn form cho nó cứng túi ha, giữ form. Khi mình sử dụng mình tháo ra, mình đựng nhiều đồ thì mình tháo ra, còn không thì mình để đó để nó không bị gãy, không bị gãy da. T11. Mẫu này 800, ngang 26, cao 20 cm. Da thật. Túi đeo nắp à. Đeo một bên. 800, thương hiệu nó đây ạ. Hàng này là carrier. Cái nó có chốt này, mình có thể di chuyển ha, mình có thể nối cái dây. Cái này nó mới khoảng 80%. Những cái chỗ này nó hơi bạc màu, anh chị nếu mà thích mới hơn á, mình có thể mua màu sơn da, màu sơn chuyên dụng của da để mình về mình dặm lại là nó sẽ mới đẹp. Này là da thật ha. Có mấy cái góc này nó hơi bạc màu xíu. Ở phía trong nó thế này. Cái có ngăn kéo. Em có để miếng độn form ha. Cái thương hiệu bên trong cái túi này, thương hiệu bên trong rất là đẹp của Barry. Có một ngăn kéo nhỏ. Các cái ngăn kéo của nó đều có tên thương hiệu hết, là mạ vàng. Cái da, cái lớp lót của nó cũng là của thương hiệu. Mẫu túi này là 800, em bao suốt ha. Đeo khá sang. T12, 290 ạ. Ngang là 35, cao là 20 cm. Túi xách tay và đeo chéo. Da tổng hợp. Thương hiệu nó dập chìm phía ở đây ạ. Màu này ở ngoài nó là màu xanh coban. Nó cũng gần giống với video anh chị, mà nó hơi xanh hơn xíu. Các dây đều, các cái móc đều sáng bóng ạ. Phía trước có một hộp. Này giống như chưa sử dụng luôn, nó còn cái tem nè. Còn cái xiên. Có hai hộp. Cái miệng của nó là miệng kiểu doctor. Dây kéo nhẹ nhàng nha. Mấy cái quai này là người ta có may một cái vải, cái dây dù ở trong á,
chắc chắn. Miệng nó mở ra rất là rộng. Bên trong có một ngăn kéo nhỏ nữa. Cái này ở trong có tag. Để em xem nó gia công ở đâu. Nó không có để gia công ở đâu hết. À, có gia công ở Trung Quốc ha, Made in China. Chữ Nhật gia công ở Trung Quốc. T12, T13, 400, ngang là 30, cao là 20 cm, túi Valentino, dòng Gavani, Sport. Tết mình đi chúc Tết thì mình mặc ít nổi thôi ha, xương xương thôi, cái túi này thôi. Màu hồng bóng nữa. Nó có dây dài hai bên. Dây kéo nó cũng thương hiệu nha, Valentino. Cái mẫu này á, nó thiết kế là nó có một cái miếng độn form từ bên này qua bên này. Nhưng mà em thấy nó hơi mềm, với lại nó bị cắt mất cái lớp lót. Mẫu này người ta cắt cái lớp lót luôn, người sử dụng người ta cắt luôn ha. Em để một cái miếng độn form ngang thế này để cho nó sạch sẽ, với lại nó cứng form luôn. Tháo cái miếng này ra xem. Nguyên bản của nó thế này ha anh chị. Người ta cắt mất cái lớp lót à. Cái vỏ ngoài thì mới khoảng 80% á. Dòng Sport. Cái này để tí em mở đi sau. T14 800. Da ngang 30, cao là 22 cm. Mẫu này phù hợp cho phụ nữ kiểu chín chắn một xíu, tính tuổi một xíu cũng hợp. Này sắp đi làm đi chơi đẹp ha, vừa tay. Cái phần chốt của nó thế này, cong 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 thế này. Da cái này nó da kiểu gờ lên á, em không cắt nó là da gì ha, không phải da đại biểu mà cũng không phải là da bò, nó hơi lồi lõm lên. Mẫu túi này thì cái form nó đẹp luôn, em cũng có độn miếng độn form của thương hiệu là Yoshinoya của Ginza. Có một cái dây kéo nhỏ phía trong túi. Miệng túi thì nút hít một cái hộp nhỏ, bên trong lớp lót sạch đẹp. Hơi khó nhìn chứ nó tối quá. T15 800, ngang là 36, cao là 20 cm, túi da đà điểu màu xanh ngọc. Xanh rêu, xanh ngọc, màu khá là đẹp. Cái da đà điểu này, cái hộp nó cứng luôn anh chị. Này thì hàng thật chắc chắn rồi. Hai bên hông thì có nút quai thế này. Cái mẫu này là 800, ngang 36, cao 20. Hai bên thì có hai hộp nút hít. Ở giữa thì có ngăn kéo. Mẫu này thì không có thương hiệu, không có logo ha. Lớp lót đây, lớp lót vải nỉ. Bên trong có một cái ngăn kéo nhỏ.
Mẫu này 250, ngang là 35, cao là 25 cm. Mẫu này là hàng chưa qua sử dụng luôn chị. Còn tag còn tên. Nhưng mà cái này nó bị dính xét thôi. Này dính xét, dính màu xíu. Chỗ này bị dính màu. Anita. Có ngăn kéo ha, nó nút hết. Cái túi cũng khá là dễ thương, màu của nó giống như video luôn, màu tím. Sau nó cũng có hơi bị dính cái này xíu, dính này giặt khó ra. Nó hơi dính vàng vàng xíu. Hàng thì mới, chưa bóc gì hết. Bên trong thì rất là đẹp. Có một cái ngăn kéo nhỏ nữa. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.